Kế thừa đúng không? Kế thừa nó là một trong bốn tính chất quan trọng của lập trình hướng đối tượng nhé mấy đứa. Kế thừa thì nó có thêm kế trong kế thừa nó có một cái tính chất cũng là gọi là tính chất cũng quan trọng, đó là tính chất đa hình. Tiếng Anh của nó gọi là polymorphism. Ok. Kế thừa tiếng Anh là inheritance, là kế thừa nha. Rồi. Trong bài này chúng ta sẽ nói về cái gì? À, sự phân cấp thừa kế. À, tái sử dụng các lớp sẵn có, thì tí nữa cô sẽ demo cái bài assignment của mình ấy, xem mình tái sử dụng như thế nào ha. Cái này gọi là ghi đề phương thức overriding và nắm vững lớp và phương thức trừu tượng. À, lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng trong này mình có nhắc tới khái niệm là khái niệm abstract. Ok không? Rồi. À, kế thừa là gì? Thì thực ra là trong cái Java thì nó có tổ chức các class. Thì thông thường sẽ có những class nó có những cái đặc điểm nó chung, phương thức chung, đặc điểm chung. À, ví dụ nhé. À, ví dụ như là các bạn có cái lớp gọi là lớp xe đạp. Xe đạp thì có nhiều loại xe lắm các bạn. À, xe leo núi, xe đi đường bộ vân vân. Thì các bạn khi các bạn tổ chức class, các bạn có thể chia thành 3 cái class xe. Đúng không? Xe đạp. 3 class xe đạp. Ok chưa? Thì các bạn thấy là à, nó đều là xe đạp hết. Đúng không? Nó có những cái đặc điểm chung, những phương thức chung, nhưng bên cạnh đó nó có những cái đặc điểm riêng. Đúng không ạ? À, vậy thì thay vì người ta tách ra 3 class riêng biệt thì người ta gom những đặc điểm chung và phương thức chung, người ta để chung một class. Đúng không ạ? Còn những class nào mà đặc điểm riêng thì người ta để riêng ra và nó kế thừa cái class chung này. Thì ở đây các bạn để ý nhá, nó tận dụng được cái gì các bạn? Nó tận dụng được những cái đặc điểm chung, nó khỏi viết lại. Đúng không ạ? Ta khỏi kế thừa mà nó không cần viết lại nữa. Đấy, code nó gọn hơn. Và khi tổ chức các bạn viết code trong Java nó cũng dễ dàng hơn. À, tí nữa cô sẽ nói tại sao nó dễ dàng. Ok không? Rồi. Và cái class mà chung này, dùng chung này, ta gọi là class cha, hay ta gọi là super class. Còn class mà kế thừa class cha thì ta gọi là subclass. Ok. À, thì cái đấy, khái niệm đấy người ta gọi là khái niệm kế thừa. Đúng không ạ? Ok. Được chưa? Đấy. Và ta để mà kế thừa thì ta dùng cái thuật ngữ, dùng cái gọi là cái từ khóa là extend. Nhớ nhá. Ta dùng từ khóa extend. Ok chưa? Đó. Ví dụ cái mountain bike nó kế thừa bicycle thì ở đây nó là dùng cái gì đó, a class mountain bike extend by bicycle. Ok không? Đấy, thì ta dùng từ khóa extend. Lưu ý cho cô nè, trong Java một class con chỉ được kế thừa duy nhất một class cha thôi. Ta gọi đó là đơn kế thừa, hay ta gọi là kế thừa đơn bộ. Ok chưa? Nghĩa là một class con chỉ có một class cha thôi, tức là nó extend được một class khác thôi. Còn một class cha có thể có nhiều class con. Hiểu không ạ? Ok. Và kế thừa cái này gọi là kế thừa đơn. Rồi. À, ví dụ một cái ví dụ khác, ví dụ như hình. Đúng không? Hình. À, thì ta có hình đa giác, hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông. Cái này có thể chia nhiều cấp thôi các bạn. Các bạn nhìn nhé. Đây, nhìn trong cái cây này nè, thì các bạn sẽ thấy nè, class hình. À, là ta sẽ chứa những đặc điểm chung của hình. À, ví dụ như hình thì sao ạ? Ở đây thì nó không có thuộc tính chung, nhưng nó có thể có gì đấy ạ? Phương thức chung. Được chưa? Trong hình thì có hình đa giác, có thể hình tròn. Hình tròn thì là có thuộc tính là, thuộc tính là gì ạ? À, bán kính. Đúng không? À, hình đa giác thì nó có thuộc tính là có thể là cạnh. Đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là không biết bao nhiêu cạnh. Đúng không? Thì ở đây ta sẽ có là hình chữ nhật 4 cạnh, hình tam giác 3 cạnh,
hình vuông thì lại kế từ hình chữ nhật, tức là nó có bốn cạnh nhưng là bốn cạnh là bằng bằng nhau, còn hình chữ nhật là bốn cạnh như có hai cạnh bằng nhau. Ok không ạ? Vậy thì ở đây ta thấy có luôn mấy cấp nha. Có kế thừa, có thể kế thừa nhiều cấp nha các bạn. À, cấp thứ nhất là hình vuông là kế thừa hình chữ nhật đúng không? Hình chữ nhật, hình đa giác, à tam giác là kế thừa hình đa giác. Hình đa giác và hình tròn kế thừa hình tròn. Đúng không ạ? Thì cô sẽ demo thử các bạn coi cái phân cấp này nhá. À, đầu tiên là các bạn vào, cô tạo một cái project. À, đặt tên là slide 07 ha. Ok. Đây cô sẽ tạo một cái class là hình ha các bạn. Cô nhắc lại nè, khi tạo class thì cái chữ đầu viết hoa nhá, hình. À, bây giờ mình ở đây nó chỉ mô tả vậy thôi. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ không biết được là nó sẽ có những đặc điểm gì, nhưng mà mình sẽ hình dung nhá. Trong hình thì thường sẽ là mình sẽ không xác định được bao nhiêu cạnh, tại vì hình tròn thì nó không phải là cạnh nữa. Cho nên là cạnh hay là bán kính nó không phải là đặc điểm chung của tất cả những cái loại hình, mà nó lại có phương thức, hiểu không? Tính diện tích, tính chu vi. Hình nào cũng tính được diện tích đúng không? Hình nào cũng tính được chu vi đúng không ạ? Ok không? À, vậy cô sẽ để là cái public. À, ví dụ như double tính diện tích. À, tạm thời là cô return, có thể return 0 hoặc return null ở đây. À, hay là public double tính chu vi. Ok. Đấy. À, vậy là tôi sẽ có hai cái này chung đúng không ạ? Return 0 ở đây đã, tôi chưa tính gì vội, được không ạ? À, vậy là cô có cái class hình. Bây giờ cô giả sử có class hình tròn nhé các bạn, nhìn nha. Các bạn nhìn vào đây là class hình tròn, nó kế thừa hình đúng không? À, thì cô tạo một cái class nữa, new class đúng không? Cái này là hình tròn. Ok. Thì kế thừa cái hình. À, các bạn extend cái hình. Ok chưa? Được chưa? Ở đây các bạn, trong hình thì nó có thêm cái thuộc tính đặc điểm riêng của hình tròn, đó là bán kính đúng không? À, các bạn có thể để private double bán kính. Rồi, nó trong cái hình tròn này nó cũng có phương thức là tính gì ạ? À, tính diện tích và tính chu vi. À, các bạn vào là public double tính diện tích. Return. À, tạm thời cô để return 0 đã. Các bạn để ý nè, nó sẽ có là gì? Nó bảo yêu cầu mình là add một cái annotation là override. Override là ghi đề. Các bạn thấy nó có cái chữ màu xanh xanh. Đây nè, có cái nốt tròn tròn màu xanh xanh nè. Override. Override có nghĩa là gì? Khi mà một cái class con nó có phương thức trùng với class cha, thì khi đó cái phương thức của con này nó sẽ ghi đề lên cái phương thức của cha. Và đây các bạn có thể viết công thức vào đây. Tính bán kính hình tròn nó trả về diện tích hình tròn là gì đấy ạ? Diện tích double diện tích bằng pi. À, mark chấm pi đúng không? Nhân bán kính, nhân bán kính, đúng chưa? Và các bạn return gì ạ? Diện tích, chính xác. Được chưa? Đấy. Rồi. À, có thể nó có thêm cái gì ạ? Tính chu vi đúng không các bạn? Tính chu vi thì nó cũng override luôn các bạn nhé. Override luôn. Đó. Và đây thì nó return gì đã? À, cái này cô sẽ gì? Viết lại nhé. Cái này là chu vi. Cái này là pi, 2 nhân pi nhân bán kính đúng không? 2 nhân pi nhân cho bán kính.
và return cái to V. Ok không? Đó. Và cái này các bạn thấy nó đánh dấu cái này override này, tức là hai hàm này là nó ghi đề lên hai hàm của class cha. Rồi, tương tự như vậy các bạn hình đa giác. Đúng không? Đây, hình đa giác các bạn cũng chưa biết có bao nhiêu bao nhiêu cạnh. Đúng không? Đấy. Nhưng mà hình chữ nhật thì biết các bạn có thể tạo hình đa giác. Hình đa giác thì có thể có thêm phương thức khác. Hiểu không ạ? Hình tròn có thể có thêm phương thức khác, ví dụ thế. Ok chưa? Tùy các bạn nhé. Đấy. Giả sử như có thêm hình đa giác nữa. Và hình đa giác nè. Ok, new một cái class. Hình đa giác. Hình đa giác thì sao ạ? Nó có cái gì mới ạ? Có thể là các bạn gì ạ? Kiểu gì nó cũng có hai cái phương thức đúng không? Hai phương thức là tính diện tích và chu vi. Nó có thêm thuộc tính gì không các bạn? Đa giác thì nó nhiều cạnh. Bây giờ có thêm cạnh gì không ạ? Số cạnh. Đúng không? Ví dụ thế, mình có thể biết là các số cạnh nó bao nhiêu cạnh, đúng không ạ? Có thể là để private. Ok. Để cái này là integer số cạnh. Đây là có thêm vào thôi. Được chưa? Rồi, ngoài ra nó có thể thêm hai cái phương thức kia. Được chưa? Rồi. Tiếp nha. Các bạn thêm cho cô một cái gì ạ? Các bạn thêm cho cô một cái class hình chữ nhật nữa. Nó kế thừa hình đa giác. Đồng ý không? Đã thêm một cấp nữa rồi nhá. Vậy bây giờ cô thêm một cái class nữa nào. Đây. Hình chữ nhật. Hình đa giác thì kế thừa gì ạ? Kế thừa hình. Đúng không? Ok. Bây giờ hình chữ nhật kế thừa hình đa giác. Đó. Rồi. Các bạn để ý nhá, bây giờ nè, cô thêm nó, cô thêm vào nhá. Vì hình chữ nhật có mấy cạnh ạ? Dài và rộng đúng không? Vậy thì cô thêm hai cạnh là private double dài và private double rộng. Rồi, cô copy hai cái phương thức này nè. Hình. Đây. Cái nào mà không có tính diện tích và chu vi đúng không ạ? Cô copy vào đây. Các bạn để ý nhá. Nó return là gì đấy ạ? Diện tích là dài nhân rộng. Còn cái này là dài cộng rộng nhân 2. Thấy chưa? Rồi các bạn để ý nè. Nó vẫn có override nữa, thấy không? Đây. Để cô từ từ nhá, cô nói các bạn nè. Cô add cái annotation nè. Đây, rõ ràng các bạn thấy nhá. Nhìn nè. Anh cha trực tiếp của nó không có hai cây này. Đúng không? Anh cha trực tiếp của nó có hai hàm không ạ? Không có hai hàm đúng không ạ? Nhưng anh ông của nó, tức là cha nữa, có hai cái hàm. Thì nó vẫn có, tức là nó vẫn override. Nó vẫn có khái niệm ghi đề. Có nghĩa là gì đấy ạ? Cái con nó có thể ghi đề nhiều cấp. Ghi đề nhiều cấp. Hiểu không ạ? Đó. Hoàn toàn có thể ghi đề nhiều cấp. Được chưa? Đấy. Vậy là ở đây mình sẽ có 3 cấp. Hình đa giác và hình chữ nhật có thể có nhiều cấp hơn nữa. Đúng không ạ? Và để ý nè, nó có thể ghi đề xuyên qua nhiều cấp luôn. Mặc dù anh hình đa giác thì tôi đâu cần tính nó, đã có cái gì đâu mà để tôi tính, đúng không? Không tính được, không cần. Nhưng hình chữ nhật khi cô tính gì đó, diện tích và chu vi, thì nó vẫn override. Ok chưa? Rồi, chờ xíu thì nó có sử dụng, các bạn coi ha. Bây giờ quay lại cái này. Vậy là cô không cần làm tam giác và hình vuông thì các bạn cũng hiểu là nghĩa là một cha thì có nhiều con và có thể kế thừa nhiều cấp nha. Ok chưa? Rồi. Các bạn đi qua một số cái kiến thức của kế thừa nào.
Nào nào nào, mấy kiến thức này rất quan trọng nào, các bạn trật tự nhé. Mục đích của kế thừa là tái sử dụng, nghĩa là nó không phải viết nhiều cốt, nó phải có thể tái sử dụng lại cốt, hiểu không ạ? Ok. Trong đó lớp con được phép sở hữu các cái gì của cha, nếu cha để, tức là không để private. Nếu để private thì con không sử dụng được nha. Đấy. Trừ cái private ra, còn con sẽ được sở hữu toàn bộ những cái gì của cha. Đây. Public hoặc protected. Private không được đúng không? Lớp con cũng được phép sử dụng để là default, tức là không để gì, có nghĩa là default. Đúng không ạ? Nhưng mà với điều kiện phải là định nghĩa cùng gói, phải để trong cùng một package, để khác package không được. Lớp con không thể truy cập thành viên private của lớp cha. Cho nên cha mà để private thì con sẽ không nhìn thấy được. Nhá. Đó. Lớp con không kế thừa hàm tào của lớp cha. Đấy nhá, nghe nè. Khái niệm này hầu như các bạn không biết. Đa phần các bạn bỏ lờ nó đi. Có nghĩa là lớp trong cái định nghĩa kế thừa thì cái contractor, như các bạn nghe rõ là contractor không có khái niệm kế thừa. Nghĩa là lớp con không kế thừa hàm tào của lớp cha, hàm tào là contractor. À, có nghĩa là gì? Nhìn nhá. Cái này này, nhìn nào. À, cha không nói gì thì nó có contractor gì các bạn? Đúng rồi, contractor không đối số, không nội dung đúng không? Rồi bây giờ nè, lớp hình đa giác không nói gì thì nó cũng có contractor là không đối số, đúng không? À, bây giờ nhìn nhá, nó lập tức lỗi ngay này, nhìn nè. Nếu như trong cái lớp hình tôi tạo một contractor, nhìn hang, à, public hình, tạo một contractor nhé, có đối số. Đối số gì tôi không biết, miễn là nó có đối số thôi. Double cạnh, cô để cho vui thôi, không có ý nghĩa nha, để cho vui ha. Nghĩa là tôi có con, thì lập tức contractor không đối số nó mất đi. Đồng ý không? Nghe 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 nè. Lập tức là contractor không đối số lấp mất đi đúng không? Các bạn để ý xem, có hai class lập tức xin lỗi. Thấy không? Class hình tròn lập tức lỗi, class hình đa giác lập tức lỗi. Vậy giải quyết vấn đề này như nào? Ai giải quyết được cho cô? Có một cách khác. Có cách khác. Giờ làm sao để giải quyết vấn đề lỗi này? Tạo contractor sao? Không đối số ở đâu mới được? Ở đâu mới được? Ở hình hay là ở đây? Hình không tạo, hình tôi cố tình tôi mất cái contractor không đối số mà tạo chứ? Tạo ở đâu? À rồi, con tạo như nào? Rồi. Không. Tô Hoàng Tuấn, bên này tạo như nào? Tôi tạo ở bên hình tròn thì tạo như thế nào? Bây giờ bên hình này cô sẽ không tạo contractor, tại không đổi số nha, tại vì cô cố tình mất contractor không đổi số. Vậy để fix lỗi ở bên hình tròn thì tôi phải tạo như thế nào? Tạo contractor như thế nào bên hình tròn này? Không. Contractor. Hả? Đọc đi, làm sao cũng đọc đi. Rồi đọc. Tạo như nào? Public. Hình tròn. Rồi gì nữa tiếp? Super. Tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chuyên cái gì? Chuyên cái gì cũng được. Nghĩa là gì? Vậy thì tại sao khi cô xóa cái anh này thì nó không có lỗi, là nó đang cái code của nó đang như nào? Nếu cô xóa cái này thì nó hết lỗi thì code của nó đang như thế nào? Nhưng mà nó sẽ viết như nào? Code mô tả của nó như thế nào? Trong không có gì hết đúng không? Thực ra là nó là thế này. Thực ra nó đang dùng như này các bạn ạ. Nếu không nói gì hết thì nó đang là như thế này. Nếu bên này không có đối số, được chưa? Thì nó có một cái là không đối số đúng không? Thì bên này nó sẽ gọi như thế này các bạn. Cũng không có đối số. Và nó gọi tới super không đối số. Hiểu không? Bên này mất cái không đối số một cái, đúng chưa? Thì lập tức nó sẽ lỗi. Hiểu không? Vậy thì mình phải sử dụng cái không có đối số của nó. Gọi thì nó hết lỗi. Vậy ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái kế thừa trong Java, nó không có khái niệm là kế thừa constructor, mà nó sử dụng constructor của cha. Tức là nó gọi constructor của cha. Nó kiểu gì cũng bắt buộc gọi constructor của cha. Hiểu không ạ? Nếu các bạn để ngâm định là rỗng thì nó sẽ hiểu là nó gọi cái rỗng. Ok không? Đấy, cho nên các bạn thấy là khi có cái rỗng thì các bạn không cần nói gì cả, nó không lỗi. Nhưng lập nếu cái rỗng lập mất đi thì lập tức nó báo lỗi ngay. Cho nên các bạn phải khai báo nó tường minh ra. Hiểu không ạ? Phải khai báo tường minh ra. Ở đây nó phải khai báo tường minh ra. Đây, khai báo tường minh anh này ra là public hình đa giá. Đó, phải khai báo tường minh ra. Và phải gọi tới super, cái tên là cái cha. Đấy, cái cha super của nó truyền số vào. Số mấy cũng được, miễn là truyền tham số cho đúng thôi. Được chưa? Và super chính là constructor của cha. Sao? Không, không, mình chỉ cần gọi một cái là đủ. Chỉ cần gọi một cái là đủ. Nếu em mà để cái không đổi số đây thì không cần gọi nó cũng được nữa. Không cần, chỉ cần gọi một cái thôi. Ví dụ cô gọi là public hình đúng không? Đó, integer A đúng không? Integer B đúng không? Ý em vậy đúng không? Không cần. Tức là mình chỉ cần gọi một cái là đủ. Hiểu không? Tức là mình chỉ cần sử dụng một cái duy nhất của nó thôi. Một cái là đủ. Còn sử dụng nhiều hơn thì kệ mình, việc của mình. Nhưng nó phải gọi ít nhất một cái constructor. Đây, ví dụ em gọi constructor kia cũng được, nó cũng không lỗi, hiểu không? Tức là nó phải sử dụng ít nhất một constructor của cha. Hiểu không ạ? Và khái niệm này không phải là khái niệm kế thừa, mà khái niệm sử dụng constructor của cha, gọi constructor của cha. Ok chưa? Không gọi là lỗi. À, cái này ít người để ý, vì sao các bạn biết không? Thường các bạn luôn luôn gọi constructor không đối số, và các bạn không quan tâm luôn. Hay gọi trong như nào các bạn không quan tâm luôn, để vậy nó không lỗi. Nếu các bạn bỏ hết không đối số, các bạn không nói gì á, hiểu không ạ? Thì nó không có lỗi. Các bạn thấy không? Nếu mà không, các bạn bỏ hết luôn thì các bạn thấy là nó không bao giờ có lỗi. Tại vì thực chất là nó đang gọi constructor không đối số. Hiểu không ạ? Nếu để như này nè, thì thực chất nó là gì? Thực chất nó là gọi constructor không đối số này, public hình. Đó, gọi tới cái super là cha thôi. Ok chưa? Bản chất là mình viết tường minh ra nó là như thế này. Hiểu không? Hiểu không? Chỗ này hiểu không? Đây. Nhưng mà cái này không cần viết, bởi vì cái này là ngâm định rồi. Hiểu không?
Còn nếu viết tường minh ra nó sẽ là như này. Understand? Ok? Hiểu không? Đó. Thì để giải thích cho các bạn khái niệm là trong cái contractor nó không có khái niệm kế thừa, mà là khái niệm là gì đó, nó phải gọi, bắt buộc phải gọi contractor của cha gọi lẫn nhau. Nó khôn luôn chứ không kế thừa nhá. Được chưa? Rồi. Vậy kế thừa nó thể hiện ở đâu nữa nè, nhìn nhé. Nó có thể sử dụng được cái của tài nguyên của cha. Cô lấy ví dụ nhá. Hình đa giác có cái số cành này, giả sử cô để cái public. Thì con sẽ nhìn thấy hình chữ nhật này, sẽ nhìn thấy số cạnh. Ok, ví dụ như nó sẽ gán. Ví dụ như là hình chữ nhật này. Public hình chữ nhật. Cô gán là super chấm số cạnh bằng 3, 4, 2, 2 cạnh. Như vậy. Hiểu ý không ạ? Thì lập tức cái số cạnh này thì không phải, nó thuộc tính của nó không thuộc hình chữ nhật, mà nó thuộc cha. Đúng không? Nó hoàn toàn có thể gọi được. Nếu mà không bị trùng, thậm chí là nó không cần super. Nếu không trùng nhá. Còn nếu mà trùng á là phải để super. Đúng không? Nó giống cái từ khóa dit á. Dit là chính class đó đúng không? Còn super là class cha của nó. Đúng không ạ? Nếu cái này các bạn để là dit, các bạn nhìn nhá, dit chấm dài, dit chấm rộng. Thì cái dài và cái rộng là gì ạ? Có nghĩa là gì ạ? Là cái biến của chính nó, class. Chính class đó. Còn cái số cạnh á là của class cha, thì phân biệt bằng cách là để chữ sub, super chấm. Các bạn phân biệt cho cô nhá. Super để móc tròn là contractor, còn super chấm là mình truy xuất vào thành viên của cha. Đồng ý chưa ạ? Đấy nhá. Đây, truy xuất vào thành phần của cha thì để super chấm. Còn super mà có hình tròn, có móc tròn á. Đâu rồi, cô xóa đấy hả? Có móc tròn thì có nghĩa là gì đấy ạ? Có nghĩa là cái contractor của cha. Hiểu không? Đấy. Đấy nhá, nếu các bạn để làm super móc tròn có nghĩa là contractor của cha. Cái này là constructor. Được chưa? Còn super chấm cái này là truy xuất thành phần của cha. Được không ạ? Đấy, từng cái thành viên của nó có thể là thực tính hoặc là có thể là phương thức. Ok không? Đến đây hiểu chưa ạ? Understand? Ông gật miếng, ông có biết làm, ông gật dữ gì? Để đâu cũng được. Em gọi đâu là tùy mình. Quên, super chứ. Để đâu là tùy mình mà gọi thoải mái. Để đâu là tùy mình nhá. Con super này nè, nó để trong con contractor, đúng không? Và phải để trên cùng, để dưới là sai. Nếu nó để sau là sai á. Để cuối là lỗi nè. Nó phải để trên cùng nhá. Ok chưa? Đấy, phải để trên cùng. Để dưới là sạch sạch ạ. Đấy. Alright, ok chưa? Ổn không? Ổn à? Rồi, đó. Rồi tiếp, một số cái khái niệm nhá. Khái niệm này á, quan trọng lắm. Phải nhớ. Ok, rồi. Cái này là để tí nữa cô demo cái nhân viên, để cô nói luôn thôi. Rồi, sử dụng super. Từ khóa super là để truy xuất vào thành phần của cha. Super chấm gì đó, chấm thuộc tính, chấm phương thức. Ok chưa? Rồi. Ok. Đây, super mà có móc tròn là contractor. Ok chưa? Lưu ý nha. Rồi. Bây giờ đến cái abstract. Ghi đề phương thức là override. Rồi, cô sẽ demo luôn cái ghi đề phương thức nhá. Khi hai phương thức của con mà với của cha trùng nhau thì cái của con nó sẽ ghi đề lên của cái của cha. Được chưa? Ok. Rồi, ghi đề. Tí nữa tôi sẽ nói một cái ghi đề cũng quan trọng lắm.
Rồi, tiếp. Tí nữa cô demo luôn anh này. Được chưa? Rồi. Trừu tượng thì tí nói luôn. Ha, hoặc là buổi sau nói cũng được. Bây giờ này, cô sẽ demo cái hình chữ nhật, cái hình này để mình chạy như nào nào. Cô sẽ viết một cái đoạn chương trình để cô chạy cái demo cái mình viết từ nãy giờ đúng không? Nhìn nhá. New. Một cái này cô đặt là chương trình. Đương nhiên trong chương trình sẽ có hàm gì á? Hàm main. Có hàm main mới chạy được nha, không có hàm main không chạy được. Chưa? Nhìn nhá. Nghe nào. Bây giờ cô muốn tạo hình tròn, cô nhập bán kính vào. Ok. Vậy thì trong cái hàm này, trong cái class này cô thêm hàm nhập được không? Chắc chắn được đúng không? Ngoài các cái phương thức này mình viết phương thức nào cũng được. Mình để cho nó cái phương thức là nhập. Đúng không? Public không nhập luôn. À, void nhập. Set get cũng được nhá, cô để nhập cũng được. Ok. Cô để là scanner được chưa? Để vô đây được luôn nha. Rồi, SC bằng new scanner system chấm in. Rồi. À, cô sẽ gán là bán kính. À, xuất ra màn hình nhá, nhập bán kính. Chưa? Ở đây là bán kính bằng sc.next double ha. Ok. Xong chưa? Nhập xong rồi đó. Rồi, nhập xong tính diện tích, tính chu vi rồi các bạn mới xuất ra màn hình. Viết thêm cái hàm xuất nữa. Public void xuất. Rồi, system print. Cái này là gì đấy? Bán kính. Hai chấm cộng bán kính. Rồi. À, chu vi đúng không? Chu vi hai chấm cộng chu vi đúng không? Tính chu vi đúng không? Rồi. Diện tích đúng không? Hai chấm cộng đúng không? Tính diện tích đúng không? Ok chưa? Rồi bây giờ chạy nhá. Rồi nhìn nè. À, trong chương trình này nếu mà tôi tạo cái hình tròn thì quá dễ, bình thường. Đúng không? Tôi tạo cái hình tròn nhá. Demo thứ nhất là tạo cái hình tròn nè. Hình tròn HT bằng new hình tròn. Đó. Xong đấy HT chấm nhập. Đúng không? Xong HT chấm xuất đúng không? Chạy nhá. Shift F6. Đây. Xong chạy ta, Shift F6. Ủa? Rồi đây. Tôi chạy nhiều dữ. Rồi, biểu nhập 5. Bán kính là 5, chu vi là cái này, diện tích là cái này. Đúng không? Tại vì 5 x 2 là 10, 3,14 là 3, mấy đó đúng không? Ok, là đúng rồi ha. Rồi tiếp nè. Gì dữ gì trời. Tắt đi ha. Dữ gì ra pha đắp. Rồi, bây giờ nè. Nhìn nha, nhìn nè. Cô có cái hình. Vấn đề chỗ là cô có thể tạo từ trang. Được chưa? Anh này không có gì đúng không? Cô có thể tạo từ trang. Được chưa? Hình nè, nhìn nè. Cô sẽ không tạo từ anh này nữa mà cô tạo từ cái hình HT bằng new. À, hình tròn. Tại sao vậy được? Tại sao vậy được? Anh nhìn nhá. Ông hình nè. Đúng chưa? Ông có thể tạo từ cái lớp hình được.
ông cũng có thể tạo từ cái đến cái lớp hình tròn được đúng không? Ví dụ nhé, hình A, H, kể cả bạn new hình được luôn. Đó, cái lớp hình có thể tạo từ cái constructor của hình, cũng có thể tạo từ constructor của con của nó, đúng không? Bây giờ các bạn nhìn nhá, khác nhau cái gì nào? Giả sử như anh này, trong hình này tôi cũng có nhập và xuất, đúng không? Cũng có nhập và xuất nha, nhìn nào. Nhập public void, nhập à xuất đi, không có nhập, xuất. Đó, system average đây. Đây là lớp hình. Tôi chỉ cần xuất ra cái đấy thôi. Được chưa? Tôi chỉ cần xuất ra thông tin này thôi. Không cần, thậm chí không cần xuất ra cái này. Hoặc thậm chí các bạn xuất ra cũng được luôn. Ví dụ như là diện tích chu vi. Đây, cô copy luôn nhá. Diện tích chu vi luôn. Ok chưa? Anh này không có cạnh, không tính diện tích không, chu vi không. Rồi các bạn chạy nhá, nhìn nào. À, anh hình này. Đây, hình tròn 1, hình tròn chấm nhập nè. Đúng không? À. Oh, xin sorry. Chấm. Không ấy rồi, nó không override rồi. Nó không có nhập. Vậy thì giả sử như là cô thôi cấy nó đi. Cái này không có gì là nó không ạ. Rồi ok. Bây giờ nhá. Cô lấy nè, hình tròn nè. Hình nè, chấm nè, xuất nè. Đúng chưa? Và hình tròn chấm xuất. Ok. Hai này khác nhau cái gì? Thấy chưa? Hai này bây giờ khác nhau cái gì nè? Cũng là anh hình nhưng mà anh khởi tạo bằng cái hình chính nó. Còn một anh là khởi tạo từ con nó. Và cô cũng gọi hai cái hàm. Gọi hai cái hàm giống nhau. Nhớ hai hàm giống nhau mới được nha. Khác nhau cái gì? Có bị override không? Có override không? Chạy nha. Run nào. Cái trên là đây là lớp hình, đúng không? Cái dưới là bán kính. Thì có phải là cái dưới là nó đang dùng cái method của anh nào ạ? Có phải method của hình tròn không? Có bán kính nè. Vậy là khi cô dùng cùng một cái phương thức thì khi cô khởi tạo nó bằng cái lớp con thì cái hàm này nó bị override, nó ghi đè mất rồi, đúng không? Cái hàm này nó ghi đè lên cái hàm của cha. Có phải là anh hình này là anh cha không? Thì cô new một cái từ cái con thì cái hàm mà khởi tạo từ con nó sẽ ghi đè lên cái hàm của cha. Đây, hàm này của con và hàm này của cha, có phải nó bị ghi đè không? Đó cũng chính là khái niệm override. Hiểu không ạ? Bây giờ nhá, đáng lẽ như thế này nè, cô sẽ nhắc lại tí nha. Nếu cô để cái hình bình thường, cô xuất màn hình ra, H chấm xuất màn hình, thì nó có phải là đây là lớp hình không? Đồng ý chưa? Thì nó chạy cái của cha, đúng không? Đúng không các bạn? Nè, nhưng nếu như cái này cô không khởi tạo từ lớp hình mà cô khởi tạo constructor của lớp hình tròn thì nó không chạy cái hàm xuất của lớp cha nữa mà nó bị cái hàm xuất của lớp con nó ghi đè. Đây là lớp con của nó. Đây, nó sẽ là một cái khác nha. Bán kính rồi. Thấy chưa? Đây, không thì các bạn ghi ở đây là lớp cha. Đấy nha, các bạn ghi đây là lớp hình cha. Còn anh này là lớp hình con. Hình tròn. Đúng không? Đấy. Và nó bị cái con nó bị đè rồi. Lớp hình tròn rồi. Thấy chưa? Nhưng nếu các bạn khởi tạo bằng cha chính nó thì nó gọi đúng chính nó thôi, nó không bị ghi đè, đúng không?
Nhưng bây giờ thay vì tôi khởi tạo hình bằng chính nó thì tôi khởi tạo bằng con, đúng không? À, hình tròn thì nó sẽ ghi đề cái cha của nó, được chưa? Rồi, một cái nữa này, nhìn nào. Vậy bây giờ cô sẽ làm cũng là lớp hình, nhưng mà tôi không phải là ghi đề khởi tạo bằng hình tròn, mà cô khởi tạo bằng hình chữ nhật. Đồng ý không? Nhá. Yeah. À, hình HCN sẽ bằng new hình chữ nhật. Rồi, trong hình chữ nhật nó cũng có hàm suất. Nhìn nhá. Đây. Bỏ anh này đi. Cái này là hình chữ nhật. Nhìn nhá. Trả lại nè. Thì khi đó các bạn nhìn nhá. À, vậy là HCN chấm xuất, nó ghi cái hình chữ nhật đề lên. Shift F6 nè. Chấm dưới vậy. Đây. Cái đầu thì nó sẽ ghi đề cái hình tròn, cái sau nó ghi hình chữ nhật. Được chưa? Vậy thì khi nó khởi tạo bằng cái lớp con, class con, constructor class con, thì cái cách thì hàm nào mà trùng nhau nó sẽ bị con nó override lên của cha. Đó là khái niệm thứ nhất, override nhá. Khái niệm thứ hai, nhìn nào. Các bạn thấy cái này nè, cũng là hình, khi thì tôi khởi tạo bằng hình tròn, cũng là hình, khi tôi khởi tạo hình chữ nhật. Khái niệm này là khái niệm đa hình. Khái niệm này gọi là khái niệm polymorphism. Polymorphism, đa hình. Đó. Ok chưa? Cụ thể như sau. Bây giờ mình áp dụng vào assignment. Nhá. Các bạn thấy nhá, các bạn để ý cái assignment là cô không hề đổi một cái gì nhá. Đây. Cô áp dụng luôn vào assignment là khái niệm đa hình nhá. Đa hình đấy nhá. Đây nè. À, trong cái menu hôm bữa mình làm, các bạn có phải là nhập và xuất mình chạy rồi đúng không? Cô chạy lại các bạn coi nhá. Đây. Run. Cô nhập nhá. Cô nhập nè. Ví dụ 1111 mã tên. Đó. Rồi, no không thoát. Rồi 2222 đúng không? 2222. Rồi. Rồi. Yes thoát. Rồi 2 xuất ra màn hình. Là chuẩn rồi đúng không? Thuê cứng quá. Được chưa? Ok chưa? Ổn chưa? Rồi, bây giờ nhá. Bây giờ cô không chỉ có nhân viên, mà cô có gì ạ? Trưởng phòng và tiếp thị đúng không? Bây giờ các bạn mở xem màn ra cho cô. Đây. Bây giờ các bạn nhìn nè. Cách các bạn biến đổi cốt nhá. Không hề thay đổi cái gì hết, mà cốt nó vẫn chạy bình thường. Ok không? Bây giờ nhé, kế thừa nhé, lớp nhân viên mình có rồi, mình làm đúng như thế này rồi đúng không? Bây giờ cô thêm một lớp tiếp thị nữa, bạn nhìn nhé. Đây, nhân viên có rồi này các bạn. Nhân viên của mình nè, là gồm là mã tên và lương, có get thu nhập, có get thuế thu nhập và số thông tin. Đây, có get thu nhập, có get thuế thu nhập và số thông tin. Rồi, bây giờ cô có cái tiếp thị. Thấy chưa? Tiếp thị nào. Có thêm nha. Có thêm một class nữa vào đây. New một cái class. À, tiếp thị. Ok. Anh này các bạn để cho cô là kế thừa nhân viên. Chính xác. Extend nhân viên. Thấy chưa? Rồi. Trong tiếp thị thì nó có cái gì khác các bạn? Có doanh số và huê hồng đúng không? Các bạn thêm hai anh này. À. Có là private, double doanh số và private double huê hồng. Ok. Các bạn cũng thêm getter setter vào cho nó.
Ok chưa? Thì đó, rồi bây giờ nhìn nhé. Ở đây nó yêu cầu mình là thay cái gì ạ? Get thu nhập, get thu nhập. Có phải override không các bạn? Đấy nhá, get thu nhập nè, get thu nhập nè. Rồi, vậy thì cô sẽ thêm một cái là get thu nhập vào đây. Cô copy từ nhân viên sang. Nhìn nè, get thu nhập nhé. Đấy. Và nó return cái gì các bạn nhỉ? À, nó thu nhập sẽ bằng lương cộng doanh số nhân huê hồng. Doanh số nhân huê hồng là ra cái thu nhập theo cái huê hồng đúng không? Huê hồng bao nhiêu phần trăm đó đúng không? Đó, thì ở đây sẽ có nè. Mình sẽ không lấy được cái lương trực tiếp, tại vì lương đang để private, nhưng mình lấy được get lương. Mình sẽ để là super chấm. Rồi mình tính đi ha, tính doanh thu nhập đi ha. Cô sẽ để là double. Thu nhập sẽ gán bằng à super chấm get lương. Đúng không ạ? Cộng à doanh số nhân cho huê hồng đúng không? À vì huê hồng bao nhiêu phần trăm đó. Ok không ạ? Đó. Và return cái gì ạ? Return thu nhập thôi. Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Bây giờ các bạn cô thêm danh sách vào, vừa có nhân viên vừa có tiếp thị. Đúng không? Rồi các bạn để ý nhé. Trong cái cô muốn in mà nó thẳng hàng với nhau á, thì cô phải sửa thêm một cái hàm nữa là hàm xuất thông tin. Trong nhân viên có hàm xuất thông tin. Đây. Chỉ sửa chỗ này thôi. Các bạn nhìn nào. Ở đây là cô sẽ để là gì đấy ạ? À, thu nhập nè. Thuế thu nhập. À vậy mình không in lương, vậy mình không cần in lại nữa đúng không? Mình không in lại nữa. Thì mình lấy luôn cái hàm này. Mình lấy luôn cái hàm này. Rồi, bây giờ nè, ở đây cô không cần viết gì nữa đúng không? Bây giờ nhá. Cô sẽ sửa lại ở trong cái chương trình. Đây. Các bạn nhìn hàm nhập và hàm xuất nha. Bây giờ trong cái nhập. Ồ. Không phải menu. Cái nhập khi nãy cô cho nhập 1, nhập 1, nhập 2 đó. Trong cái nhập này nè. Cô sẽ cho người ta nhập cái gì ạ? Nếu nhập tiếp thị thì có doanh số vô hay không? Đúng không? Còn nhập mà nhân viên bình thường thì nhập gì ạ? Lương thôi. Đúng không? Vậy bây giờ các bạn thêm cho cô cái hàm nhập á. Các bạn thêm cho cô nè. Mình hỏi người ta nhập cái gì? Bạn đang nhập là nhân viên tiếp thị hay là trưởng phòng? Phải biết chứ. Đúng không? Vậy thì để giải quyết vấn đề đấy mình làm như nào các bạn? À. Hỏi có nhập gì, nếu mà nhập cái gì thì thêm cái biết đó. Nghèo nó. Bằng nhân viên, đúng rồi. Một là dùng LX. Hai là dùng 6K. Đúng không? Rồi, ok. Chỗ này cũng bắt lỗi nha, bắt lỗi để cô nói sau. À, bữa bạn Tuấn hỏi có là cái nhập sai nó phải trái kết, cái này nó sao? Rồi bây giờ nhé. Vậy thì ở đây mình sẽ hỏi ạ. Nhập cái gì này? Hỏi ở đây. Được chưa? Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chỗ này cô sẽ hỏi nè. À, nhập tên là giống nhau nè, đúng không? À. Ok, cái này cô đưa xuống dưới nhé. Ở đây, nhân viên new nhân viên NV. Cái đó mình để cái đó mình nếu cái kia thì mình. Rồi bây giờ cô sẽ để nhân viên ra ngoài này nhìn nhá. Set mã hả? Set mã. Rồi ok, nhập cái này thì sợ nó hơi dài. Rồi, bây giờ các bạn hỏi người ta nè. String
Cái này là để chuỗi đúng không? Để chuỗi đúng không? String, vai trò, à, chức vụ, đúng chưa? Chức vụ đầu tiên giả sử như là cô để là nhân viên, đúng không? Rồi, và hỏi người ta nhập, à, nhập ai? Nhập nhân viên hay là gì ạ? Tiếp thị hay là cái gì ạ? Trưởng phòng. Ok, xong để các bạn hai chấm nè. Các bạn ở đây các bạn để cho cô cái là các bạn có thể chọn là NV hay là tiếp thị hay là TP. Vậy đi ha. Ok chưa? Gõ vào. Đó, nhắc người ta nha. Cái này bắt lỗi được ha các bạn. Rồi, sau đây các bạn mới để là SC chấm cái gì ạ? À, chức vụ sẽ bằng SC chấm next. Ok chưa? If nhìn nha. If nè, nhân viên cô để đâu nè? Ok, Ctrl C vào đây ha. NV if cái chức vụ chấm equal ignore case bằng cái anh là NV bằng anh là tiếp NV. Bằng anh NV đi. Đây. Elif. Elif nè. Chức vụ bằng anh này. Anh này là tiếp thị. Con ngược lại. Đúng không? Else. Con ngược lại thì là anh còn lại đúng không? Bây giờ nha. Các bạn thêm anh này vào đây cho cô. NV bằng nhân viên. Cái này là NV bằng nếu gì ạ? Tiếp thị. Phải không? Thầy đã hình chưa? Nếu cô nhập là nhân viên thì các bạn new nhân viên. Nếu cô là nhập tiếp thị thì cô new tiếp thị. Các bạn thấy không? Có không new nhân viên. Đã hình chưa? Cũng là nhân viên, nhưng khi thì cô khởi tạo nó là nhân viên, khi cô khởi tạo nó là tiếp thị, và khi cô khởi tạo nó là trưởng phòng. Đồng ý chưa? Rồi, thêm trưởng phòng nữa nha. New nè, cô thêm ở đây thôi, trưởng phòng. Chưa làm gì cả. Chưa làm gì cả, để đây cho vui thôi. Rồi, NV chấm new trưởng phòng. Ok. Nhưng với điều kiện trưởng phòng này phải kế thừa gì ạ? Extend. Kế thừa nhân viên mới được nha. Hết lỗi nào. Được chưa? Vậy có phải là đã hình không? Các bạn nhìn nha. Cô nhắc lại nào. Cô chỉ thay đổi hàm nhập thôi. Bởi vì sao? Ta có 3 cái nhân viên phải nhập. Cho nên các bạn phải phân biệt là mình nhập nhân viên nào. Còn các bạn để ý nha, danh sách không đổi. Danh sách cô vẫn khởi tạo là nhân viên. Danh sách để nguyên. Nhiều bạn làm là tạo 3 cái danh sách. Làm vậy không đúng. Không đúng với tiêu chí của cái OP luôn á. Mình chỉ tạo một danh sách thôi. Nhưng trong tình huống này thì danh sách phần tử của nó là nhân viên. Trong tình huống khác thì nó là tiếp thị. Và trong tình huống khác thì nó là trưởng phòng. Tùy mình nhập. Và các bạn thấy nè, nó đều khởi tạo là nhân viên hết. Class nhân viên thì nó chỉ khác cái constructor thôi. Thấy không? Và đó là tính chất đa hình đó các bạn. Cái lợi thế của kế thừa đó. Thay vì mình phải làm 3 cái class riêng biệt đúng không? Mà 3 class riêng biệt thì làm sao để vào chung một danh sách được? Các bạn để kế thừa, các bạn hoàn toàn để vào danh sách. Dễ dàng. Ok chưa? Hầu như không đổi gì nhá. Quá đi gì? Ok nó đi. Ok nó đi. Rồi, tiếp nha.
Bây giờ nhập này, khởi tạo xong rồi thì mình nhập thôi. Thì ở đây á, các bạn thấy là mình sẽ có ba cái này bị trùng nè, đúng không? Ba cái này bị trùng thì các bạn nhập theo kiểu là nhập trước, nhập cái ba cái này trước. Nhưng mà nhập ba cái này trước á thì tốt nhất là nên để cái con chắc tờ của nó có đối số thì nó sẽ dễ dàng các bạn hơn, dễ hơn nhá, để cho gọn hơn nào. Cô chỉ chuyển nhá, nhìn nào. Vậy là ở trong cái nhân viên này nè, cô sẽ chuyển có con chắc tờ có đối số nè. Cô thêm một con chắc tờ nữa là public, nhân viên không đối số để đó, khỏi lỗi ha. Một cái đối số là public, nhân viên. Cô chuyển cho nó ba đối số này các bạn. Ồ, tại sao không click chuột phải nhỉ? Click chuột phải nhé. Insert code ha. Đây, con chắc tờ, select all. Xong chưa? Khỏe ha? Một đồng chí. Rồi, cái tiếp thị nhá. Cô làm tiếp thị trước ha. Cô cũng vậy, cô click insert code, but insert contractor, select all. Đấy. Rồi, nó sinh ra ngày nay không đồng lỗi á. Đó, bây giờ nhìn nào. Cô phải nhập là tiếp thị nè, cô nhập là mã nhân viên, tên nhân viên, lương. Sau đấy cô nhập cả doanh số vào hoa hồng luôn. Đấy, cô đồ double doanh số, double hoa hồng. Rồi ở đây cô đít chấm doanh số bằng doanh số. Hiểu không các bạn? Rồi đít chấm hoa hồng bằng hoa hồng. Ok, được chưa? Cái chưa? Rồi. Bây giờ cô nhập nha. À, cái menu của cô đâu rồi? Đây. Bây giờ nha. Cô sẽ nhập nha. Cô nhập ba anh này trước. Cái này đưa lên trên. Nhìn ha. Đưa lên trên nào. À, new nhân viên. À, thôi để đâu cũng được, để trên cùng cũng được, để đâu không quan trọng. Rồi, cái này cô để là string mã bằng, cái chưa, nó bị gì ta. Rồi string tên hả? String tên, cô sửa lại cái này cô không gắn trực tiếp đâu. String tên gắn bằng, okay. Rồi string lương, à double lương chứ, sorry, double lương gắn bằng, okay. Rồi, ok. Rồi nếu là nhân viên thì cô new luôn anh này, đưa cái mã, cái tên, cái lương vào luôn, ok chưa? Còn nếu cái này tiếp thị thì cô cũng đưa mã, đưa tên, đưa lương vào. Nhưng nó thiếu hai cái đối số nữa. Nó thiếu gì ạ? System out print, nhập cái gì ạ? Nhập doanh số đúng không? Nhập doanh số. Rồi double doanh số sẽ bằng sc.next double. Ở đây các bạn đưa cái doanh số vào. Rồi Huế Hồng là HH đi ha. Copy cho nhanh nha. Đây, nhập Huế Hồng. Ở đây các bạn để HH thôi, đúng không? Huế Hồng. Ở đây các bạn để cho cô Huế Hồng nữa là xong. Rồi, vậy là cô mới nhập hai đồng chí thôi. Nếu là nhân viên thì cô để là đấy. Nếu trưởng tục thì cô sẽ nhập này. Ok chưa? Rồi, bây giờ cô nhập và xuất ra nhá. Còn add nhân viên mọi thứ không đổi nè. Mọi thứ cô không hề đổi nhá. Cái này không đổi luôn. À, bắt đầu nhá, chạy nè, run. Rồi một, nhập mã. Cô nhập tư tốn nè. Trời ơi, mấy ông này ông chán gì dữ. Rồi, cô nhập tư tốn nhá. Mã là NV01 nè. À, cô để phân biệt thì cô để là nhân viên đúng không? Nhân viên 01 này.
Nhân viên A này, lương ví dụ như là 8.000 đô nè, nô nè, ồ quên, nó hỏi là nhân viên hay trưởng phòng, NV, rồi, nô, rồi, bây giờ cô muốn nhập tiếp trưởng phòng, tiếp thị nhá, tiếp thị nè, tiếp thị 1 nè, rồi, tiếp thị B nè. Lương tiếp thị thì lương thấp thôi để họ lấy hoa hồng đúng không? 4.000 thôi. Đúng chưa? Bây giờ cô để tiếp thị nè. Nó sẽ nhập doanh số nè. Doanh số ví dụ như là 20.000. Đó, hoa hồng là 20% đúng không? Bây giờ 0.2. Rồi, no nè. Bạn có tiếp muốn thoát không? Thoát. Rồi. Bây giờ 2 để xuất ra màn hình nè. Ồ. Nó bí gì các bạn? Cái này đúng rồi, cái này đúng rồi, nhưng mà cái chỗ thu nhập nè, nó đang tính sai. Thu nhập đang tính sai. Đúng chưa? Tắt nha. Đấy. Vậy là cái chỗ thu nhập tiếp thị nè. Tiếp thị, khoan, new tiếp thị có cái get thu nhập, public get thu nhập thì nó sẽ override. Nó lấy anh này, nó return cái thu nhập, ok, nó phải lấy cái lương, khoan, nó lương nó nhập vào đây đúng không, nó sẽ có cái lương của anh cha, nó cộng với doanh số nhân viên không, đúng rồi, nhưng mà ở cái chỗ này nhân viên đâu, cái chỗ này nè, ghét thu nhập, ghét thuế thu nhập này nè, nó phải lấy được thu nhập của thằng con, xuất thông tin thì đúng rồi, đít mã đít tên đúng rồi, nhưng mà get thu nhập không, nó phải override chứ. Không, tiếp thì hiện tại là anh này thì override nè, nhưng mà để coi nó tự động override nha, tại vì là từ hiện tại là cô đang lấy cái xuất thông tin danh sách thì vẫn giữ nguyên đúng không, danh sách SNV thì vẫn giữ nguyên, nhưng mà nó nằm ở cái chỗ là lúc xuất thông tin này nè đúng không, xuất thông tin này thì nó lấy của cái anh nhân viên đấy, anh nhân viên thì gọi đến cái thuế thu nhập. Nếu vậy mà viết lại cái thuế thu nhập của anh này, cái override get thuế thôi, khoan, rồi từ cô viết lại số thông tin đấy nhỉ. Chờ xíu, trong tiếp thì đúng ra là không nên viết lại cái số thông tin ở đây. Nó lấy cái xuất thông tin của cha. Không, nếu vậy thì đâu cần. Có nha, xuất thông tin NV super chấm xuất thông tin. Không, cô không thêm cái gì hết. Tức là không cần thêm doanh số với hoa hồng vào. Mọi thứ chỉ có thông tin nó phải đúng thôi. Nó lấy của cha xuống đây. Cái get thu nhập override, rồi chạy lại cái nha. Run 1 đây, NV01 đi, nhập đại đi ha, 8.000 đúng không, rồi NV no
Rồi, cái này tiếp thị 01 đi ha. Nhập vô 4.000 thôi. Tiếp thị, à, nó là doanh số là ví dụ 20, 123. Đúng không? Huế Hồng là 0.2. Đó, yes, thoát 2. Nó vẫn không override. Từ từ nha. Thông tin nhập thì là đúng rồi. À, mà nó không override. Các bạn hiểu chưa? Nó không override. Vấn đề là nó không override. Xuất thông tin, xuất cái này gọi đến NV xuất thông tin. Thì xuất của anh nào? NV at new. Đây là tiếp thị rồi. NV chấm từ từ nhé. Chỗ này, cô xóa anh này trước này. Trong cái menu này, cô xuất ra cái NV, không xuất thông tin nhé. Cô lấy là NV chấm gì ạ? À, system upgrade đi ha. NV chấm get thuế thu nhập, get thu nhập tên và mã giống nhau rồi, bây giờ cô lấy cái get thu nhập đúng không, và thuế thu nhập NV chấm get thuế thu nhập. Ok, xem nó có không nhá. Rồi cái này nè, một cái này 111 đi ha. Rồi giờ 8.000. Ok rồi, NV no. Rồi 222 đi ha. Ừ, 222 dễ nhất rồi. Cô lại vẫn lấy 4.000 đi đúng không. Rồi anh kia là tiếp thị nè, anh này có doanh số là 20.000, 0.1%, 10%. Yes, thoát số 2 in ra. Đúng không ạ? 8.000. Anh kia sao lại 6.000 ta? À đúng rồi, nó lấy đúng rồi các bạn. Nếu mà lấy thuế thu nhập, thu nhập là đúng rồi. Thu nhập là 4.000 cộng 2.000 là 6.000. Đúng rồi. Đúng không? Sao bên kia nó ra 8.000 ta? Nó ra chuẩn á. Vậy thì nó do cái anh gì ạ? Nó do cái anh xuất thông tin à? Rồi. Vậy là nó vẫn override ha. Nó vẫn override cái anh này. À, vậy thì anh xuất thông tin này có vấn đề. Nó nằm ở anh này. Cô xóa anh này đi nhá. Đây. À, mình xem nó override chỗ nào. Vậy là khi nó gọi đến cái cha, xuất thông tin của cha, thì nó lại không ghi đề anh này. Nó không lấy của anh con. Rồi bây giờ vậy thì ở đây các bạn phải xuất thông tin, các bạn viết thêm một cái nữa. Nó hơi dư xíu. À sao lại, để cô check lại chỗ này, sao lại dư thế này nhỉ. Rồi bây giờ nè, các bạn lấy mã thì các bạn không phải đít chấm mã mà để super. Cái này để super, còn lại giữ nguyên. Get mã. Ừ, get tên đúng không? Đó, còn lại mấy anh này giữ nguyên nha. Rồi chạy lại nè, run. Ờ, 1 1 1 1, 8.000. À, NV. Rồi no. Rồi 222. Rồi cái này cô để 4.000. Doanh số của anh là để tiếp thị, để 200.000 đi. Đúng không? 2 triệu đi. À 10% đi.
Yes, thoát. Rồi, in ra màn hình nè. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Dạ, chuẩn rồi. Tức là mình nó rõ cái suất thông tin khi gọi đến cái cha nó không gọi ngược lại cái con thôi. Vậy là cái hàm suất các bạn phải viết thêm một cái nữa để nó override là xong nhá. Thuế thu nhập các bạn không phải viết lại, tại vì nó gọi cái của cha để nó tính, hiểu không? Cái tính thu nhập là nó override, thu nhập override, cái này không cần override, nhưng mà cái suất thông tin phải override, cho nên là bắt buộc suất thông tin phải viết lại lần nữa. Nhưng mà nó còn cái ghi đề nữa. Không chịu. Đây cô cái này ghi super nè em. Ghi super nè. Nó vẫn không gọi được cái thuế thu nhập. Hiểu không? Hiểu không? Nó không gọi được anh này. Vấn đề là nó không gọi được anh này thôi. Còn anh này thì lấy của cha nè. Hiểu không? Vậy là nó liên quan đến khái niệm override. Vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ thêm trưởng phòng tương tự thôi. Hiểu ý không? Đấy. Vậy là trong khái niệm kế thừa các bạn nhìn nhá. Cô hầu như không thay đổi gì cả. Cô chỉ thay đổi cái phương thức nhập của mình thôi. Biết được khi nào nó nhập trưởng phòng, khi nào nó nhập tiếp thì, khi nào nó nhập nhân viên thôi. Ok chưa? Đấy. Thì ở đây thì các bạn để như vậy là các bạn đã xong cái phần kế thừa rồi đó. Và trong đấy nó có cái đa hình nữa. Là xong rồi. Rồi các bạn nhìn nè. Ở đây thì hàm tiếp thị các bạn làm đúng như trong thiết kế luôn. Được chưa? Đó, nhân viên cũng vậy. À, tiếp thị và trưởng phòng cũng làm giống thiết kế. Bây giờ đến cái menu. À, các bạn lưu ý nè, cô chỉ tạo một cái danh sách thôi. Và khi nhập thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp. Trường hợp mà nó là nhân viên thì các bạn khởi tạo là new nhân viên. Nếu trường hợp là tiếp thị thì các bạn khởi tạo là new tiếp thị. Và trưởng phòng thì new tiếp trưởng phòng. Ok, bây giờ cô viết lại cái trưởng phòng để các bạn nhìn nhé. Đây, trưởng phòng nè. Viết lại một chút nha. Nó đầu tiên là extend cái nhân viên nè. Nhìn nha. Ở trong này nó có là cái trách nhiệm và get thu nhập đúng không? Đúng chưa? Nhìn này. Ở đây các bạn là có cái private double trách nhiệm đúng không? Lương trách nhiệm á. Rồi, thêm getter setter vào. Thêm getter setter vào. Ok. Thêm constructor vào. Insert constructor vào. Đó. Ok. Ở đây các bạn thêm cho cô một cái đối số nữa là gì ạ? Double trách nhiệm. Ở đây các bạn thêm cho cô là dit chấm trách nhiệm chấm bằng trách nhiệm nè. À, ở đây các bạn biết là như thế này ạ. Cái hàm mà nhập này nó không cần phải viết dài. Nó đang sử dụng lại của cha nè. Đúng không? Super cha. Nó gọi lại cái anh constructor của cha. Và vào đây nó sẽ nhập vào mã tên và lương. Ừ. Bên cái super này trên nhân viên nè thì nó có này mã tên và lương ở đây rồi, nó sử dụng lại, hiểu không? Đấy. Rồi ở đây ta viết thêm một cái hàm nữa là hàm get thu nhập đúng không? À, mình copy cho nó nhanh ha. Copy cái get thu nhập nè. Đấy, get thu nhập hả? Sao em? À đúng rồi. Đúng rồi, cũng được. Cũng được. Thì em bảo là super return super chấm cộng với ấy đúng không? Ừ. Thì không thì em return là get lương cũng được. Hiểu không? Get lương nó cũng trả về lương cộng với trách nhiệm đúng không? Là xong rồi đó. Ok. Alright. Đấy, đơn giản vậy thôi đó. Vậy trong cái menu khi các bạn nhập đến trưởng phòng thì các bạn nhập thêm cho cô một cái nữa là trách nhiệm. Đúng không? Lương trách nhiệm. Đấy.
Cái này là TN. Ok, con trưởng phòng ở đây các bạn thêm vào là mã tên, lương và TN là xong. Ok chưa? Rồi, bây giờ đổi chỗ cho cô một xíu này. Nhìn nhá. Đổi chỗ, nếu là trưởng phòng thì kéo anh này lên. Rồi đổi chỗ xíu thôi, cái này đưa về dưới để cô không cần nhập, cô để enter là được rồi. Đó, nếu trưởng phòng thì cái này là new trưởng phòng, nếu tiếp thì new trưởng tiếp thì con lại sẽ là nhân viên. Đồng ý chưa? Ok không? Cô đổi chỗ thôi, không có gì hết á. Được chưa? Rồi bây giờ cô chạy thử các bạn nhé. Đây. Và các bạn thấy là code được tận dụng rất là nhiều nè. Tiếp thì nè, trưởng phòng nè. Đấy, code hầu như là các bạn tải sử dụng hết. Được chưa? Rồi chạy nhé. Run. 1. Nhập mã một, nhân viên. Đúng không? Tên là NV gì đó. Đúng không? Lương 8.000. Rồi enter cái nó tiếp tục nhá. Ủa? Nó không chịu hả? Chết rồi. Ừ, no. À, tiếp thị đúng không? Đó, tên là tiếp thị. Đúng không? Lương 4.000. Đó. Ok, TT. Doanh số là 2 triệu. 2 triệu đô dã man không? Khuấy hồng 1%. Rồi, no. Tiếp nè. À, nhập mã là trưởng phòng. Trưởng phòng. Rồi, lương trưởng phòng là 12.000. À. TP. Rồi, nhập lương trách nhiệm là 1.000. Đúng không? Đó, rồi yes thoát. 3 in ra ngoài. Cô quên, 2 chứ nhầm. Rồi nè. Anh trách nhiệm, anh trưởng phòng lên 13.000 đúng không? Đấy. Thu nhập của anh đây. Anh tiếp thì đây và anh đây. Ok chưa? Ổn chưa? Đó. Các bạn hoàn toàn nhập vào một danh sách rồi. Ok chưa? Rồi.